nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ạ, đấy mặc váy màu xanh nước biển đấy, nhẹ nhàng. Thế còn em thì sao, em nhìn thấy bạn Dũng là em có bị tiếng sét luôn không? Chưa đó chị. Chưa luôn. Lần đầu gặp em rất bình thường á, thế là cũng không ấn tượng gì hết. Dũng của em là có tóc hay không có tóc? Có tóc như này. Trời thiên thể lái à? Mẹ cua ghét lắm. Đấy là chia tay vào đợt dịch. Chúng sao đang dịch mà lại chia tay? Thanh niên này giờ chứng em chả biết. Chắc là mình nhốt lâu quá. Thôi lái xe cấp. Đâu kể đi. Như nào nào? Hôm đó là thanh niên này qua ăn phòng em. Khi đó là tụi em chuẩn bị đi chơi hay sao ấy. Xong thì em đang ngồi đánh son đánh phấn gì ấy. Cái tay em thấy vòng cái nhẫn qua trước mặt ấy. Ngồi phía sau vòng ở trước mặt. Khi đó em mới ngạc nhiên. Khi đó là cũng đang tính để cưới rồi. Cưới rồi mới cầu hôn ấy. Rồi em quay lại thì ông đeo vào mà chị biết không? Nhấn trọng không có vừa lắm nào đấy. Trời đất ơi. Quốc Thuận chào chị Thanh Vân. Em tên là Trần Anh Dũng, hiện đang công tác tại Đại đội 1 tiểu đoàn 1 lữ đoàn pháo binh 434 quân đoàn 4. Chào Dũng. Dũng là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi, 27. Quê Dũng là ở đâu? Dạ em quê em ở Lâm Đồng. Hai vợ chồng hiện đang ở đâu? Dạ, đang thuê trọ cũng gần đây bên khu trung tâm hành chính. Cách đây 6 cây số. Lâm em. Em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Em là Nguyễn Lê, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em công tác làm việc ở Dĩ An ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Vậy Lệ và Dũng bằng tuổi nhau. Thế làm sao mà hai bạn chuột xinh đẹp này lại được nhau thế? Cô làm là bố chuột đúng không? Là hai bạn chuột đó. Em với cả Lệ và vợ em đều có một người bạn chung là lái xe ở đơn vị em. Bạn đều lấy vợ và nhờ em là ra giúp, vừa mời dự tiệc và vừa giúp là sắp xếp chỗ ngồi. Thì mình ra mình xếp chỗ xong xuôi rồi thì mình vào ngồi, thì bàn này là bạn chú rể, thì ngồi chung bàn chú rể. Nhân duyên qua một đám cưới khác. Dạ vâng, cũng tuổi chuột. Cũng tuổi chuột. Trời ơi. Mà lúc đó là em thấy cô gái này em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì thấy nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ạ. Đấy mặc váy màu xanh nước biển đấy, nhẹ nhàng. Thế còn em thì sao, em nhìn thấy bạn Dũng là em có bị tiếng sét luôn không? Chưa đó chị. Chưa luôn. Lần đầu gặp em thấy bình thường á. Thế là cũng không ấn tượng gì hết. Ngồi chung bàn rồi ngồi ăn uống nói chuyện với nhau bình thường thế thôi. Bàn của chồng em ấy. Xin số, tức là chắc là xin dùm á. Xin dùm. Dạ đúng rồi, tại anh có vợ rồi mà. Đấy là anh Hiệp, anh Hiệp ở cùng đơn vị thôi. Xin số để mời vào các bạn vào tập văn nghệ cùng đơn vị. Nhưng mà lúc đó em nhìn thấy Dũng á, em có ấn tượng gì về cái ngoại hình của Dũng không? Không đâu. Trai mà. Trai gì em thôi. Trời ơi người. Nhìn gầy gầy trẻ trẻ mà gu của em thì không phải là tầm tuổi hay là trẻ hơn đâu. Nên là gu của em là có tóc hay không có tóc? Có tóc như này. Trời thiên thể lái à. Mẹ cua ghét lắm. Thì bao lâu thì là hai vợ chồng lại có một cái điều kiện để mà gặp lại nhau? Sau khi đám cưới xong thì em có mời Lệ và các bạn vào cùng đơn vị luôn để tham quan đơn vị. Đấy là cũng ngày nghỉ mời về đây đúng không? Vâng. Vào nói chuyện, làm quen và cũng ngỏ lời là muốn các bạn vào đây thường xuyên hơn để cùng giao lưu với đơn vị và các bạn thì có nhiều cơ hội để gặp gỡ hơn. Nhưng mà sau đấy thì cũng không có dịp, khoảng 2 tuần sau thì gặp lại. Cũng hẹn đi uống nước. Hai tuần sau là chàng hẹn nàng đi uống nước. Thế còn cô gái này là chưa có cảm xúc gì. Cái lần thứ hai mà em tới đây luôn, tới đơn vị của Dũng luôn, và nhìn thấy Dũng trong một cái quân phục như thế này, em cũng không có một ấn tượng gì về anh quân nhân Trần Anh Dũng nè. Lần thứ hai là hồi đó là yêu rồi mới vào á. Hồi nãy Dũng có nói mà cái lần thứ hai không gặp, đấy là gặp cái đưa vào đây luôn, là gặp là trong lần đầu tiên luôn. Tại vì trong đầu tiên là mời vào đây luôn. Đúng rồi lúc đấy là cả nhóm bạn là mời chung vào đây luôn. Thăm đơn vị thôi. Cái lần đó với lần thứ hai là cách nhau bao lâu? Lâu lắm ấy, cũng khoảng cỡ 5-6 tháng. Lúc đi uống nước nó có gì xảy ra không? Cái hôm đó là Dũng mới ở trên nhà xuống, mới nghỉ phép xuống hay sao ấy, mặc một cái bộ đồ, nhìn bộ đồ thể thao thôi nên em nhìn thấy kiểu cái trẻ trẻ hơi trẩu trẩu nên là em cũng không trẻ trâu cũng trẩu đó nên là em cũng chưa ấn tượng đâu. Nhưng mà Dũng thì sao? Thì em thấy là bình thường mình mặc quân phục suốt rồi, được nghiêm túc suốt rồi, thì mình ra ngoài mình muốn mặc cái gì cho nó thoải mái một chút. Đúng rồi. Nhưng mà em có để ý cô này chưa lúc đó? Dạ có chứ ạ. Đó này chứ. Thích thì mình hẹn đi uống nước cho anh. Hẹn nói chuyện uống nước. Cứ cầm bao nhiêu lâu thì nàng mới siêu lòng nào? Cũng phải 2 tháng hơn. Rất là điều độ, cứ 2 tuần ta đi uống nước một lần. Tuần em trực thì em không ra ngoài, tuần không trực thì mới ra thôi. Còn lại thì cái tần suất mà nhắn tin nói chuyện thì nó phải thường xuyên. 2 tháng là em rất nhận lắm. Dạ đúng rồi. Sao hồi đó dễ thì không biết em chẳng biết. Nhưng mà cách đây bao nhiêu năm? Nó phải có một cái điều cách đây bao nhiêu năm? Hồi 2 năm. Ủa mới đây. 3 năm. Cái điều gì ở ảnh mà khiến cho em có một cái suy nghĩ là em đồng ý là bạn gái của anh? Hình như là càng quen thì thấy càng đẹp trai hơn thôi. Chưa từng tính lâu. Đúng rồi. Chị bạn kết hôn lâu chưa? Em và em kết hôn hồi tháng 10 năm vừa rồi. Ta mới kết hôn được có nửa năm. Dạ vâng. Trước khi kết hôn á là lại có bao giờ suy nghĩ rằng là
mình sẽ quen với một anh quân nhân, sau này sẽ là vợ của anh quân nhân không? Em cũng không nghĩ, nhưng mà gia đình em thì cũng là quân nhân nhiều. Nên là cái chuyện mà quen biết quân nhân hay không thì em thấy cũng bình thường. Các bạn là quen nhau bao lâu thì mới cưới? 2 năm anh. Dạ, tập 2 năm. 2 năm. Dạ. Wow. 2 năm. Sau 2 năm mới sao quen lâu vậy? Gì mà lâu anh? Lâu cũng hợp lý. Em có nhớ cặp vợ chồng siêu tóc của em không? Chia tay một lần rồi, xong rồi đã kịp chia tay một lần rồi. Dạ, đúng rồi. Có chia tay như nào đấy? Lần đấy là chia tay vào đợt dịch. Sao đang dịch mà lại chia tay? Thanh niên này giờ chứng em chả biết. Chắc là mình nhốt lâu quá rồi. Cách ly thời gian dài. Thế là cáu quá. Không phải là cáu đâu, cũng không phải là cáu đâu. Đấy nó cũng hơi căng thẳng. Mình thì ở trong này nhưng mà cũng muốn quan tâm người yêu nhiều hơn, nhưng mà cái điều kiện nó không cho phép. Hai nữa là cũng hơi căng thẳng. Căng thẳng dịch. Vâng, căng thẳng vì giấy đăng ký đi chống dịch mấy lần thì đều không đi được. Tại sao lại không đi được? Đơn vị cũng thi thoảng cũng có 1-2 đồng chí là cũng bị mắc mà tìm nguyên nhân thì lại không có mà. Mình lại tiếp xúc với các đồng chí nên bị cách ly, cứ liên tục cách ly. Cứ lần nào đăng ký chuẩn bị xách ba lô lên để đi rồi nhưng mà lại không đi được nữa. Nên cũng hơi căng thẳng. Nhưng mà cái giai đoạn đó là bao lâu em không gặp bạn này? 5 tháng. 5 tháng không gặp nhau. Trong suốt thời gian cách ly khoảng 5-6 tháng gì đấy. Thế có chia sẻ với lại là lý do vì sao và những cái điều căng thẳng mà mình đang gặp phải không? Đó. Dạ, cũng không có nói mấy đến cái đó. Cho nên chắc chắn là sẽ có trách. Sẽ trách, đúng rồi. Đúng thì rồi. Em cũng có trách là không quan tâm này nó lắm. Nghe hoài cái câu đó bởi vì bực đúng không? À, mày đang phải đối diện với sinh tử mỗi ngày mà lại còn phải nghe lời trách móc nữa. Anh không quan tâm em, anh không vô cho em. Anh không quan tâm em mà cứ nói hoài suốt 5 tháng. Thế làm thế nào để hai người có thể làm lành và hàn gắn được cái quãng thời gian đó? Hết giãn cách. Bắt đầu được ra ngoài. Chẳng lao đến bên nàng? Dạ chưa đâu. Chưa đâu. Đây còn đang suy nghĩ đấy. Suy nghĩ gì nữa? Suy nghĩ không có cái gì lúc đấy chia tay rồi. Phải suy nghĩ, chưa suy nghĩ gì đến việc yêu đương hay quay lại gì cả. Nhưng mà mình cũng quan tâm chứ. Tức là sau cái thời gian đấy thì xem thế nào. Tức là mình không nói chuyện đâu nhưng thì thỉnh thoảng vẫn xem Facebook xem là có cập nhật gì mới không. Sau thì cũng hỏi han, cũng phải mất tầm tháng hơn tháng thì mới chịu quay lại. Thế là hai người này là quen nhau 2 năm mà cũng đã tính ra là cũng phải dừng lại phải nửa năm nhở? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà liên lạc bằng cách nào? Có nghĩa là em tới nhà của bạn này hay là em gọi điện thoại? Gọi điện, nhắn tin nhắn chủ yếu. Còn tại vì là lúc đấy là vợ em cũng đang thuê ở chung với cả các bạn nữa. Vẫn phải qua quan tâm tới một tháng mấy mới chấp nhận quay lại đúng không? Đó. Thế lúc chia tay hỏi thật này có ai block ai không? Vợ em thì hủy kết bạn với em. Hủy kết bạn. Ngày. Cái trò Facebook của thế anh ạ. Hủy kết bạn luôn. Nhưng em thì không, em vẫn để đấy. Bởi vì là nó chia tay là em nghĩ là sạch luôn rồi, tức là đường ai đấy đi rồi. Mình cũng tự ái quá. Đúng rồi. Sau khi quay lại thì ai ép ai trước? Hay nha. Em cũng ép em chứ. Tự đi tự về anh. Quay lại là 2 năm sau mới kết hôn? Không, quay lại là kết hôn liền luôn. Phải được một khoảng nửa năm mấy tháng. Phải được 5 tháng. Đó. Mà nó nghe nè, cái lúc tỏ tình đó có lãng mạn không? Không lãng mạn luôn. Không lãng mạn vậy là phải có lãng xẹt. đúng rồi. Cầu hôn lãng xẹt lắm. Đâu kể đi. Như nào nào? Hôm đó là thanh niên này qua ăn phòng em, khi đó là tụi em chuẩn bị đi chơi hay sao ấy. Xong thì em đang ngồi đánh son đánh phấn gì đấy, cái tay em thấy vòng cái nhẫn qua trước mặt ấy, ngồi phía sau vòng ở trước mặt. Khi đó em mới ngạc nhiên, khi đó là cũng đang tính để cưới rồi. Cưới rồi mới cầu hôn ấy, rồi em quay lại thì ông đeo vào mà chị biết không? Nhẫn trọng không có vừa ngắm nào hết á. Trời đất ơi. Lái xe. Vừa mới đi nhẫn rồi hả? Ủa sao vậy ông? Chưa có kinh nghiệm anh ạ. Ông đợi có kinh nghiệm là mới cầu hôn. Ý là tặng quà, tặng nhẫn ấy mà. Chưa tặng. Thì phải tặng trước mẫu đi. Để lấy size trước đã. Đó. Nhưng mà anh hỏi nè, cái cảm giác của em á, cái lúc mà em đeo nhẫn mà không có ngón nào nó vừa với chiếc nhẫn á, lúc đó là sao? Cũng ngại, nhưng mà ngại hơn là cái lúc mà cầm được cái nhẫn sang cái nơi nó còn áp lực hơn. Lúc đầu là cũng ra là hỏi nhân viên để tư vấn rồi, là người ta cũng đã tư vấn cho cái nhẫn nhỏ nhất rồi. Nhỏ nhất rồi mà vẫn không vừa. Vẫn không vừa. Nó bị rộng rồi sao? Vẫn bị rộng ạ. Đây là nhỏ quá. Phải đi chỉnh mất 2 lần mới vừa. Tại sao không dẫn mà đi theo lấy ni luôn đi? Tại lúc đó cũng đã quen thân mật lắm rồi. Chắc tạo bất ngờ, nhưng mà ngờ hơi lãng xẹt. Thế kết hôn xong rồi thì hai người có cảm thấy vỡ mộng về hôn nhân không? Hay là cảm thấy nó đúng như những gì mình mong ước? Dạ, nó cũng được khoảng cỡ 70%. Em nói là 70% là em hài lòng rồi đúng không? Dạ. 70% là cao rồi đấy anh. Đó. Kết hôn xong thì em cũng thấy bình thường, bởi vì khi yêu ấy cũng lâu mới gặp nhau mà kết hôn xong thì ít gặp nhau. Đó, kết hôn xong thì ông này cũng một tuần trực, tuần không trực mới được về ấy. Thế lại là mấy cái chuyện mà đi chơi bởi bạn bè của em thì cũng không có quán nên là thoải mái lắm. Nên là em thấy giống như hồi yêu. Thế em thấy chồng có tật xấu nào không? Có chứ chị. Nhiều không? Kể đi. Có chơi game. Cái mức độ chơi game của anh nó như thế nào? Sao ta? Có anh chồng là
ảnh về đó là ảnh chỉ cắm mặt vào điện thoại thôi, không quan tâm tới vợ luôn. Hay là thỉnh thoảng mà chơi? Về thì vẫn chơi nhưng mà vừa nói cái thì tắt thế thôi. Chứ không phải là kiểu mà về cứ cắm đầu chơi đâu. Vẫn biết nghe. Mê game nhưng mà vẫn hợp nghe tác lời với vợ. Chơi game là xin phép đàng hoàng. Xin phép vợ chơi game. Nhưng mà chơi game. Em không thích chồng chơi game đúng không? Chơi giải trí thì được nhưng mà chơi nhiều thì em không có thích. Nghiện game thì không nên. Yeah. Đúng rồi. Lâu lâu chơi nếu mà để giải trí thì ok. Nếu như mà chúng ta không nhắc là có thể chơi hoài. Dạ đúng rồi. Đó. Như vậy là cả ngày chơi cũng được chứ. Ôi như vậy là thật xấu rồi. Bạn phải chủ động, bạn phải ý thức được cái việc gọi là cái thời gian mà ở bên vợ nó rất là quý giá. Đúng. Đó là thật xấu đó. Còn gì nữa nào? Hơi lười làm việc nhà. Lười làm việc nhà. Phải nói là sẽ làm nhưng mà còn không nói là thấy anh nằm nhá, anh ngồi nhá, anh chơi game nhá gì đó. Rồi tiếp tục có lãng mạn không? Hơi khó khăn. Chưa được lãng mạn lắm. Đúng rồi. Thiếu lãng mạn. Dạ đúng rồi. Thiếu tinh tế một tí. Thiếu tinh tế. Thế nhà như nào là thiếu tinh tế? Nhiều khi không để ý mấy cái mà vợ không thích hay là gì lắm đâu. Sinh nhật vợ có nhớ không? Phải nói nhỉ. Nhớ chứ. Tại vì là cái ngày mà vợ bảo với cả ngày trong căn cước công dân nó khác nhau cho nên phải hỏi lại, sợ nhầm. Sợ nhầm. Thôi thế là cũng cẩn thận rồi. Thế em có muốn chồng thay đổi điều gì không? Ít chơi game là ai? Ít chơi game. Chủ động làm việc nhà hay gì đó. Chủ động làm việc nhà. Đúng rồi. Quan tâm vợ. Quan tâm vợ hơn. Đúng rồi. Rồi. Hợp lý. Đó là những cái mong muốn. Mong muốn rất là hợp lý. Rất hợp lý. Rồi tới em đã dùng. Em khui thật xấu đi rồi em mong muốn thay đổi luôn. Từ khi mà lấy về đến giờ thì cũng không thấy cái thật xấu gì cả. Wow, lần đầu tiên thấy một anh chồng như này. Với em là hoàn hảo đấy. Anh không tin. Anh không tin. Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo nào. Nói như thế nhưng mà thi thoảng là cũng hay quát chồng. Thấy chưa? Đó. Hoàn quát nhẹ nhàng thôi mà. Em dưới không thì em không biết nhưng mà cũng không cãi. Nói thì cũng nghe. Chồng ngoan không cãi. Anh khui tiếp đi, em nghĩ vẫn còn đấy. Có ghen không? Ghen ạ. Em thì cũng không hiểu lắm nhưng mà cũng không thích chồng nói chuyện với người này người kia. Đương nhiên rồi. Nhưng mà em chuyện với con gái hay con trai? Cả gái cả trai. Tôi cả gái cả trai hơi quá nha. Thì thật ra thì em cũng thi thoảng anh có một số bạn mới để mục đích là cũng nhờ thứ nhất là cho đơn vị. Thì vô tình nói chuyện thì bạn bè xã giao thì thôi cũng không có gì cả. Nhưng vợ em không thích cái điều đấy. Cứ nghĩa là những cái lúc mà chồng về nhà mà gọi điện thoại hoặc là ai gọi điện thoại tới mà trao đổi với nhau trong điện thoại là Lệ đều không thích hay sao? Dạ không, cái này là thi thoảng nhắn tin thôi, em không có gọi điện. Còn với vợ thì em gọi điện nhưng hiếm khi nhắn tin. Nhắn tin cho ai vợ cũng không thích. Không. Cũng không phải. Ý là không thích em kết thêm bạn mới, kiểu thế. Thật ra là em không thích cái kiểu mà tại cái người là mình không biết tính tình như nào, rồi bản chất người ta như sao. Mà nói chuyện kiểu mà cái gì cũng tâm sự được với nhau thì em thấy nó cứ không được bình thường ấy. Con trai với con gái đều không thích luôn. Đúng rồi, nên là cái kiểu mà tự nhiên đi nói chuyện với một người là mà mình không quen biết gì hết, không biết người ta như nào hết á, tức là kiểu hơi tin người đúng không, hơi cả tin. Ủa? Đúng không? Dạ. Ủa là sao, với những người lạ không quen biết mà anh ấy vẫn tâm sự luôn hả? Cũng đâu có tâm sự gì vậy. Vợ em này nghĩ hơi quá à? Bởi vì em thường mọi người là nhắn tin hay cái gì, tức là phải công việc hay là mình đã quen biết rồi mình trao đổi cái gì đó rồi em mới nói chuyện. Chứ còn tự nhiên đùng đùng một người là không quen biết gì hết tới nhắn tin tới này nó có mục đích gì đó người ta mới nhắn cho mình nên là em không thích kiểu đó. Vợ là muốn em cẩn thận hơn thôi và cũng không muốn là chồng gặp những rủi ro cho các mối quan hệ. Ngay cả mình luôn, chồng hoặc vợ mình á. Vâng. Mà bây giờ mà có những cái cuộc gọi điện thoại lạ. Đúng rồi, mình cũng không giống, thích mà. Giống như anh đi, tại vì do tính chất công việc của anh, tất cả những số điện thoại lạ là anh chặn hết. Chỉ có trong danh bạ là mới nghe. Nhưng mà thật ra nếu như mà vợ anh mà tự nhiên mà có một số điện thoại lạ mà gọi đến mà chỉ cần nói chuyện mà tới câu thứ ba thôi là mình cũng đã phải muốn tham gia vào cái cuộc gọi cuộc nói chuyện đó. Tại vì không ai biết gì đâu. Các bạn phải xác định nha. Ví dụ như với bạn bè, với đồng đội, với đồng nghiệp, với những người thân của mình nói chuyện bao lâu cũng được trên đó. Mà cái người kia mà đã khó chịu với mình là người kia không ổn. Với những người lạ mà mình bỏ thời gian ra mà mình nói chuyện, mình chia sẻ để có quyền có những phản ứng đó là chuyện đương nhiên. Dung có thể nói một đôi lời để cho vợ mình yên tâm hơn về bản thân mình đi, để cho Lệ có thể kiểu như không lo lắng nữa khi mà thấy chồng có những cái mối quan hệ mà vợ cảm thấy không yên tâm. Khi mà vợ nói thì em cũng đã tiết chế lại rồi. Thế Dũng có muốn vợ thay đổi điều gì hoặc là muốn có những cái góp ý, những cái chia sẻ gì với vợ không? Để thẳng ngày càng lên. Hiểu nhau hơn. Nhìn vợ. Nhìn vào mắt vợ. Đứng lên cầm tay nhau nói nào. Thời gian tới thì anh sẽ cố gắng hơn. Cố gắng hơn những cái điều mà chưa làm được thì sẽ cố gắng để khắc phục, không phải để vợ phải suy nghĩ nhiều nữa. Ôm nhau một cái nào. Này chắc hai vợ chồng cũng đã nói được rất là nhiều điều trong lòng mình đúng không? Đúng mà có khi là cũng chưa được nói thẳng ra với nhau đâu. Đúng. Yêu nhau nhiều hơn và hạnh phúc bền lâu nhé. Thì anh xin chúc cho hai vợ chồng đó như những gì mà Vân vừa chúc. Thấu hiểu để yêu thương nhau nhiều hơn. Dũng. Rồi xin cảm ơn Dũng. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Nắm chặt tay quá.
lâu lâu mới được nắm vậy anh. Mà em giới thiệu về mình. Em tên Hưng, em 26 tuổi. Dạ, em là một bartender. Mà em? Dạ, em tên là Khánh. Năm nay em 25 tuổi, em cũng là bartender. Chắc là hai em gặp nhau ở tại một cái bar, một cái club nào đó hay là một cái nơi bán cà phê chẳng hạn. Dạ không. Của việc chốt quốc hả? Dạ, hồi xưa em nhớ lúc em còn bé là anh này ở máy ấm. Làm sao? Hai anh em ảnh ở quê vô kéo nhau đi bụi xong rồi vô đó ở. Xong rồi em là tham gia mấy cái hoạt động ở trên đó. Thì em mới gặp anh này. Em còn ba mẹ không? Dạ còn, nhưng mà ham chơi quá nên bỏ đi. Rồi ở rồi ba mẹ có biết là em ở trong máy ấm không? Một thời gian khoảng chừng 2 tháng mới biết được. Rồi lúc mà ba mẹ biết thì có bắt em quay dạ, trở về không? Dạ không, lúc đó thì anh hai nói là mình lên đó ở đi cũng được đi học bình thường nên thôi ở đó luôn. Vậy đó hả? Là gặp anh này là đã thích anh này rồi đúng không? Dạ không, ảnh xấu em không biết. Ủa nhưng mà lý do vì sao mà em lại vô máy ấm? Có nghĩa là em đi theo ba mẹ hay là? Dạ không, ở đó chỉ cho những bạn nam ở thôi. Còn tụi em những bạn nữ là được mời lên tham gia những cái chương trình hoạt động ở trên đó về công tác xã hội rồi. Hai bạn gặp nhau, ai là người có ấn tượng về người kia trước? Em đúng không? Nguyên đám của vợ em là vợ em dễ thương nhất. Nên thích từ ngay lần đầu gặp mặt. Em đã ấn tượng cô này là bởi vì cô này là đẹp nhất trong các bạn. Dạ đúng rồi. Còn em là nói anh này là xấu nhất trong nhóm đúng không? Dạ. Vậy thì sao hai đứa đến được với nhau? Tại vì ảnh hay lên mạng á, nhắn tin Yahoo thích em, gửi bông hồng rồi tùm lum tà lá trơn á. Em mới bắt đầu lên, mới bắt đầu nhìn. Em thấy cũng được. Tại vì ảnh hiền khô à, mà nhát nhát nữa. Ảnh thích em gần được cả năm trời rồi, mới bắt đầu chính thức hẹn hò. Em dạng lắm, cứ ảnh hẹn em đi chơi cái em nắm tay ảnh, cái ảnh nhìn xung quanh cái ảnh giật tay ra, ảnh nói vậy nè: em thôi em đừng nắm tay, sợ quá người ta nhìn mắc cỡ lắm. Vậy đó. Bao lâu thì mới không còn tình trạng đó? Dạ khoảng chừng gần 2 năm. Trong cái thời gian quen nhau á, tụi em có giận hờn, có chia tay lần nào? Dạ một năm chắc chia tay hơn 100 lần. Trời ơi, mà thường ai chủ động chia tay? Dạ em biết, có khi ảnh có khi em. Và giờ em kể có một lần nào mà cái lần chia tay nào mà nó khiến cho em đau buồn nhất và em khổ sở nhất? Lần nào em cũng khóc. Ôi vậy hả? Lần nào cũng đau như nhau á. Em kể cái lần đau đớn nhất của em đi. Hôm nay chị ổng kể khúc này đi. Dạ, tại vì em lúc đó là ảnh đang đi học với em ở ngoài. Khoảng thỉnh thoảng là một tuần em đến thăm ảnh một lần. Thì có một lần em nghe một người bạn mà học chung với ảnh ở trong đó. Bạn đó nói là tao thấy chồng á là Ngân á, nó chở nhỏ kia đi chơi ôm nhau tình tứ lắm. Em nghe vậy em tức lắm. Cái lần đó em lên em gặp ảnh em hỏi rõ ràng. Cái ảnh cứ chối không à. Cái em với ảnh gây nhau lớn chuyện lên. Khi sau ngày em đó em về em suy nghĩ em tức quá em chịu không nổi. Tại vì em thấy ảnh á quen lâu rồi mà kiểu lừa dối, nếu mà nói khai thiệt nhiều khi mình còn bỏ qua. Cái xong mà ngay ngày đó em cũng không để ý là ngày 14 tháng 2 nữa. Khi em về nhà rồi mấy đứa em nó đi chơi, nó mới hỏi hôm nay chị không lên gặp anh Hưng này nọ. Em mới nhớ 14 tháng 2 kia. Em quên luôn, nhưng mà em biết anh đi tìm em nên em trốn, em không muốn gặp. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ tụi em quen được 7 năm, sau khi 7 năm thì tụi em chia tay thêm được 1 năm, đó là gần 8 năm. Cái rồi cái tụi em 3 tháng sau tụi em quen lại tụi em cưới. Có nghĩa là 7 năm 3 tháng trọn vẹn đúng không? Dạ. Rồi trong cái 1 năm chia tay nhau đó thì Mạnh Anh ấy có người yêu hay sao? Dạ có, em thấy anh quen nhiều người lắm. Em cũng có người yêu nữa. Nhưng mà em không biết sao em quen được thời gian ấy, em thấy em nhớ anh lắm. Ngày nào em cũng nhắn tin gọi điện á. Em gọi điện anh không bao giờ anh bắt máy á. Anh kêu em đừng nhắn tin làm phiền anh nữa. Giờ mỗi người có cuộc sống riêng rồi. Anh lạnh lùng với em lắm kìa. Rồi cuối cùng làm sao mà anh quay lại? Dạ cuối cùng á là bạn thân của ảnh á qua nhà anh ngủ, với anh bị sốt cái nhắn tin cho em. Khi em chạy vào bển em thấy ảnh sốt á, nằm một đống không ai lo á, mà người nổi hồ hột đỏ quá trời luôn. Em nghi là bị sốt xuất huyết á. Khi em mới kêu anh bạn của em với ảnh á chở anh vô bệnh viện. Ngày nào em cũng vô em mua đồ anh ăn, em chăm sóc ảnh á. Khi em năn nỉ anh quay lại anh không chịu. Em buồn lắm, thiệt là lúc đó tự nhiên em không biết sao em thương anh lắm, chịu không nổi. Mà sao lý do gì thì sau đó thì lại chủ động? Dạ cái thời gian em quen nhiều bạn gái quá. Nhưng lúc em bệnh á thì lại không có ai tới thăm hết á. Thì lúc đó thì em suy nghĩ có mình vợ em tới à, mua đồ ăn rồi chăm sóc em. Cái em suy nghĩ lại, gọi điện cho vợ em.
anh muốn quay lại. Xong rồi đó em bắt đầu quen lại thì mới bắt đầu lên lịch cưới. Thì gia đình em không đồng ý, gia đình anh cũng không đồng ý. Thì ba mẹ anh mới nói là tụi em muốn cưới tụi bay tự cưới đi. Cái gia đình em thì nói em là em còn nhỏ, không có chững chạc á, ba hồi quen người này, bốn hồi quen người khác, rồi giờ đầu quen lại nên gia đình em không chấp nhận. Hai đứa em lột vàng đi bán, mượn tiền bạn bè đồ này nọ, cái tụi em làm. Coi như tụi em bằng mọi giá là phải đến được với nhau. Dạ. Chỉ qua một sự cố thôi, chị thấy bao nhiêu cặp như vậy rồi. Có nghĩa là qua một cái sự cố gì đó thì mới sáng mắt ra là ờ đó, bên cạnh mình á chỉ có vợ thôi. Khi mà anh khỏe khoắn anh thế này nọ thế kia, anh tha hồ bao nhiêu em út đến với anh. Nhưng mà khi mà anh gục ngã xuống á, hoặc là anh sạc nghiệp, hoặc là anh bệnh thừa sống thiếu chết, thì lúc đó chỉ cái người con gái nào mà yêu anh nhất thì mới xuất hiện. Rồi sau lấy sau rồi có chung thủy không? Dạ không. Trời đó, chết quá chị trời. Nghĩa yêu nhau 7 năm trời, biến cố rồi đó. Rồi bây vượt qua hết, bán vàng bán vòng bán hết đó, rồi sống với nhau rồi giờ cuối cùng đó là điều em bị sốc nhất. Tại cưới nhau vậy? 7 tháng, ngoại tình hết 4 tháng. Trời ơi, bây giờ tụi em đang lấy nhau bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Yêu nhau 7 năm, lấy nhau 7 tháng. 7 tháng, ông này ngoại tình 4 tháng bao nhiêu cô? Có một cô đó 4 tháng. Ủa mà sao em biết? Sau khi cưới á, là bắt đầu tụi em đi làm cài để trả nợ. Thì lúc đó em làm việc chăm chỉ lắm, tới ngày ốp em không bao giờ ốp á. Anh này tới ngày ốp thì cứ ốp, đi đâu em cũng không biết, nhưng mà cứ đúng giờ là lại rước em về thôi. Thì em không có để ý, với lại ảnh xài điện thoại á, ở nhà anh không mở xài 3G wifi gì hết trơn á. Rồi số điện thoại cũng không ai nhắn tin gọi điện, cho nên em cứ nghĩ là chồng em trong sáng trong sạch lắm. Cái khoảng được gần 4 tháng đó em cũng không để ý chồng em khác vậy, chỉ thấy hay mua, hay đem quà về, hay đem áo quần mới về. Xong rồi em mới hỏi thì ảnh mới nói là anh có fan hâm mộ, hâm mộ anh nên tặng quà cho anh. Anh hay làm ảo thuật á, thì có mấy cái bạn gái lên ngồi ngay cái quầy bar thích thì hay tặng quà cho ảnh hay vậy đó, hay mua đồ cho anh ăn. Em nghĩ cũng bình thường thôi. Cái một ngày nào em ốp, cái ảnh chở em qua chỗ tiệm của anh chơi, ở là em lên chở anh, ảnh chọc em trơn á, coi chừng hồi nhỏ kia lên nhân. Em nghe vậy nhưng mà em không nghi, tại em thấy là quen nhau lâu rồi, cưới nhau nữa, em nghĩ ảnh chắc không làm vậy đâu. Em muốn tỉnh, em tỉnh lắm, em bình thường, em ngồi chơi vui vẻ lắm. Cái em mượn điện thoại của ảnh, thì cái điện thoại của ảnh em đang coi phim, cái có tin nhắn trên Viber mà không có lưu tên. Cái hiện lên anh đang làm gì đó, hôm nay anh đi làm có mệt không, rồi đại loại là nhắn tin là kiểu tình cảm lắm. Nhưng mà em cũng tỉnh lắm, em cũng không thèm coi, em tắt đi, em coi phim tiếp. Em coi hết tập phim nó xong em mới mở ra. Cái xong mà em giả ảnh á, em nhắn quá trời, em hỏi một hồi ra hết trơn luôn. Quen 7 tháng hay đi chơi ở trên chỗ làm của ảnh, ai cũng biết cái chị đó, ngày nào cũng lên ngồi ngay chỗ quầy bar để nói chuyện chơi với ảnh này nọ. Rồi xong cuối cùng thì em xử lý chuyện đó như thế nào? Dạ em cũng bình thường lắm chị, em không có muốn chồng em mất mặt với bạn bè. Rồi cái xong lên xe ra về, em im, em đợi ảnh coi có muốn gì nói gì với em không. Ảnh im ru, ảnh về vô đánh răng rửa mặt thay đồ lên giường chùm mình lại ngủ đi em, bắt đèn đi ngủ đi em, như không chuyện gì xảy ra, ngày mai bình minh vẫn sáng vậy đó. Cái em á khều khều, anh có chuyện gì muốn nói với em không? Anh kêu chuyện gì? Ngủ đi quê rồi. Em ức quá em khóc, tại vì em biết hết trơn rồi mà ảnh còn không chịu nói nữa. Cái em kéo vali ra, em bỏ đồ vô, cái ảnh giật lại. Lý do gì sao mà em lại ngoại tình vậy mày? Dạ, chắc là vì ham của lại quá. Nhưng mà cái đó em thừa nhận là cái người đó là em có quen với người ta đúng không? Có quen thôi, chỉ là chở đi chơi ăn thôi à, không có gì hết. Mới chỉ là bạn bè thôi sao? Đúng rồi. Đó là trong mối quan hệ rộng rãi của mình thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà có sâu sao? Không? Chắc sao? Nó không sâu đâu anh. Rồi cái bạn kia có biết em có gia đình không? Dạ, khoảng chừng 2 tháng mới biết. Bây giờ còn không? Dạ không. Rồi sau khi mà vợ em biết thì em xử lý như thế nào? Vợ em biết, xong rồi cô ấy cũng biết. Sao nhưng cô ấy vẫn muốn quen tiếp. Cái thời gian cái tự nhiên em cũng chán, chán cổ, nhưng mà em lại không chán vợ em. Trời đúng rồi. Cái em kiếm đủ loại cách mà để chia tay cái cô ấy. Nhưng cô ấy lên trên quán bar thì em không có làm, em chạy dưới bếp em ngồi kêu thằng khác lên làm. Cái ngồi lâu quá không thấy em thì cô ấy về cứ lên kiếm quầy đó. Cái trước khi chia tay tặng quà em cái nữa coi em có thay đổi nữa không. Cái không có. Cái sau 3 tháng cô ấy về qua thì nhắn tin cho em nói thôi mình chia tay nha. Trời em mừng quá trời. Mừng thiệt á, kể cái chân vậy nè. Trời. Em mừng quá trời, tới giờ này còn mừng á. Trời, tưởng có đi theo em, nó chết luôn. Mất công vợ em lại vác vali về nữa. Tội nghiệp em. Trời, sao chồng em yếu đuối quá à. Thiệt á, người nào thích mình cứ thích lại vậy đó. Rồi
sao chuyện đó cho tới giờ còn dạ không. Còn có tật trăng hoa nữa không? Dạ không. Tại vì em nghĩ nếu mà đánh ghen thì không đánh ghen được. Tại vì ảnh cũng là người chủ động, cũng đi với người ta nữa. Nên mình nói là phải nói ảnh trước. Em muốn để cho ảnh tự giải quyết chuyện đó, anh phải tự giác ra chứ. Em không muốn làm lớn chuyện gì hết á. Nhưng mà bây giờ tụi em có con chưa? Dạ rồi. À dạ, cháu được mấy tuổi rồi? Dạ mới được 7 tháng. Nhưng mà nếu mà quen nhau lâu vậy rồi á, lấy nhau xong rồi chắc cũng không có gì thất vọng gì nhau đâu ha. Chỉ ngoài cái chuyện mà ngoại tình thôi. Ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì khiến em em bực bội lắm. Anh này nhìn ảnh vậy thôi, ai em tưởng em ăn hiếp ảnh hay em lành lành ăn hiếp ảnh chứ không có. Anh tàn hiếp em không à? Vậy à? Cái gì ảnh không được là anh giận, là anh chửi bậy lắm. Anh chửi anh đầu anh cổ em không à? Trời ơi vậy hả? À, tính xấu mà chửi làm sao? Chửi tục không à? Hồi mỗi lần chửi tục nhị rồi em có chửi tục lại không? Có, hồi xưa em chửi lại nhưng mà em chửi lại ở đâu hai đứa chửi lộn rồi có khi đánh lộn. Cái em sợ quá, cái em suy nghĩ mình phải đổi kiểu, em không chửi lại nữa. Em tự nghĩ em ở nhà ảnh mà em chửi mẹ ảnh nghe em thấy không được. Cho nên ảnh chửi em im, cái nhiều khi em ức quá em khóc thôi. Cái hồi ảnh im cái ảnh lại quề. Mà ảnh chưa bao giờ xin lỗi em từ đó giờ. Mà em không muốn anh xin lỗi em. Xin lỗi có thật lòng chứ. Ví dụ lên chương trình kêu anh xin lỗi em thì em không thích. Chị hỏi thiệt em, mỗi lần mà em gây lộn vợ em mà em chửi vợ em xong á, sau đó em có hối hận không? Dạ có chứ, mới vậy mới lại năn nỉ. Ừ. Nhưng mà không xin lỗi. Tại sao? Giờ? Cái chữ đó nó khó quá hả? Cái nói vậy khó chịu. Bữa nay em mới biết là vợ em rất muốn một cái lời xin lỗi từ trái tim của chồng mình á. Dạ, chắc tối nay em xin lỗi. Vậy hả? Em có muốn chồng em xin lỗi bây giờ không? Dạ, hay là để không. Tối nay? Không, chồng em có thật xấu đó thôi, còn gì anh cũng tốt với em lắm. Rồi nếu vậy thì cái mong muốn thay đổi của em với chồng là chỉ có một điều thôi. Dạ, duy nhất một điều thôi. Nói cho chồng nghe đi. Em không muốn ảnh mỗi lần nóng lên là ảnh chửi em nữa. Bây giờ chị nói em nè, vợ em đang khóc nhè kìa. Em làm sao cho vợ em đừng khóc. Thôi thì hai vợ chồng em có duyên số 7. Anh cho em 7 giây để thể hiện cái hành động của em dành cho vợ em. Và bây giờ đồng ý không nào? 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là chuyện nghĩa em làm bằng cái tình cảm thật của em rồi đó, đúng không? Đúng không chồng? Yeah. Chồng làm cái đó xuất phát là thật sự đúng không? Dạ đúng rồi, nhà không bao giờ hung vậy đâu. À, vậy thì giờ vợ phải đáp lại chứ. Bây giờ chúng ta sẽ cho 7 giây nữa cho cô vợ cho đáp cô lại. Cô vợ đáp lại. Em sau đây á cố gắng kềm hãm cái nóng giận của mình lại nha. À, mỗi một lúc nào đó này chị nói em nghe cái cơn em lên cái tự nhiên em nhớ đến cái bữa nay là trước mặt bao nhiêu mọi người, thậm chí lên ông lên truyền hình rồi cả nước biết rồi đúng không, là em đã biểu hiện cái sự mà yêu thương vợ em để mà mình kềm lại là coi như hai vợ chồng là quá hoàn hảo rồi còn gì nữa đúng không. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn em. Con là Mỹ Hân, hiện tại thì con là năm nay 25 tuổi, công việc của con là nhân viên văn phòng trong ngành truyền thông quảng cáo. Bên cạnh đó thì con cũng đang kinh doanh khô bò online cùng với gia đình. Giúp mình nhớ, còn số điện thoại nha. Ai cũng kinh doanh online hết trơn hết trọi. Không, em không có kinh doanh online đâu á. Chị nghĩ em hợp với cái sản phẩm gì để chị, để năm nay em làm coi. Hút rụng tóc. Rụng tóc. Ai mà tóc nhiều quá uống vô cho rụng bớt. Rụng bớt. Trời ác ghê luôn vậy đó. Làm gì có rụng tóc. Rồi, chào Mỹ Hân. Dạ. À, rồi mời. Dạ con á. Dạ lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Thuận, cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả được xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, con tên là Bảo Long, năm nay con 26 tuổi. Dạ. À, nghề nghiệp của con là con làm cảnh sát. Ồ. Dạ. Rồi bây giờ cảnh sát. Giấu cái dây đi giùm chú. Rồi. Dạ, giấu rồi. Rồi ok, giấu rồi. Rồi, con làm cảnh sát nha. Rồi, nói lại. Con Bảo Long 26 tuổi, nói lại 2 3. Dạ. Con tên là Bảo Long. Năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con đang làm cảnh sát. Cảnh sát là ở quận nào? Dạ con đang làm ở huyện Bình Chánh. Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Ờ nhưng mà cảnh sát hình sự hay là cảnh dạ, sát? Dạ cảnh sát hình sự. Hình sự. Nó hình sự đó. Trời sao mặt chị hình sự. Nhưng mà cái lỗ mũi này giàu lắm. Ừ. Có khi nào mà đang làm cái chuyện qua kinh doanh đó. Thì đó. Hoặc là cũng kinh doanh khô bò. Vợ kinh doanh khô bò thiệt á. Chắc nhờ lỗ mũi giàu lắm á, thiệt luôn. Trời. À nó nghe nè, vậy là cái lần đầu tiên gặp nhau chắc là chắc
chắc đang vi phạm một cái lỗi gì đó. Dạ. Kinh doanh cua bò có gì đâu bắt người ta mà vi phạm. Bắt cười hả con? Không hả? Phải đi trên đường. Đi trên đường. Ủa cái này ta cảnh sát hình sự mà liên quan tới chuyện đi trên đường. Biết đâu chừng cái ngày đó là cái này là phải cứu, ví dụ như là mỹ nhân đang đi ngoài đường. Đi giao cua bò. Gặp bọn cướp. Nếu gặp bọn cướp rồi cái anh đang đi vậy. Cái là bắt đầu anh mới cứu cổ. Đúng rồi. Cái anh hình sự mà. Sự nhiên vô duyên tự nhiên đi. Cứu cổ bắt đầu cái sấm sét ái tình nổ ra là yêu nhau. Hay quá, có thể xảy ra. Đi giao khu bò, đúng không? Đúng không? Hai đứa quen nhau trong trường hợp đó đúng không? Dạ không đúng. Gần gần thôi, đúng. Hai chị em gần mình gần đừng... đúng kìa. Ê, gần đúng ha. Đó, vậy là à, như vậy là để em đoán. Ông này bữa đó là đang trực với anh em trong đơn vị. Thế là ngày hôm đó thèm khu bò quá. Thế là mới kinh doanh khu bò là sau này thôi. Không. Còn cái này là gia đình kinh doanh. Biết rồi nhưng mà cái đợt đang làm nhân viên truyền thông. Văn phòng thông truyền thông thì đó là nó trên đường nó đi bữa đó là có event mặc đồ đẹp. Event mặc đồ đẹp. Đúng hả? Nhìn sexy nhìn rất là đẹp. Rồi mới là có cái gọi là nó chiêu trải không? Thiệt. Trời ơi sao mà đoán rồi, gì đâu mà xa vời quý vị. Anh này anh mới thấy vậy. Không. Hay nè, có như là đang cùng cơ quan thèm khô bò đặt online gọn bé thì giao nhỏ đẹp quá cua luôn. Đúng không? Không có đúng hả con? Đúng không? Dạ không chưa đúng. Thôi thôi, đúng. Mệt quá. Thôi để hai đứa kể đi. Con nói đi làm sao. Hai đứa sao quen nhau nè. Sao mà gần đúng nè. Em kể đi. Dạ thời điểm đó là lúc đó con còn là sinh viên thì con có kinh doanh, con rất là thích kinh doanh nên từ lúc con sinh viên là con đã mở một cái quán ăn. Thì tình cờ thì hôm đó thì anh này đến ăn. Thì anh này lần đầu tiên xuất hiện thì đó giờ con đều nghe mọi người nói là sẽ gặp một cái người nào đó giống như tiếng sét ái tình đó cô chú. Thì lần đầu tiên con gặp ông này là con cảm thấy giống như là sét luôn. Dạ con thích luôn. Vậy là cô đúng cái phần sau. Hai đứa gặp nhau một cái là chí tiếng điện chặt. Xẹt điện. Thì em cũng đoán là liên quan tới món ăn đó. Ủa nhưng mà là con mở cái quán ăn vặt hả? Dạ lúc đó con bán nem nướng chả lụi á cô chú. Wow. Dạ. Không vô không ăn. Dạ đúng rồi. Là con thích liền luôn. Dạ con. Ngay cái giây phút đầu tiên em con đang nướng. Con đang nướng. Cái con nhìn lên con thấy. Rồi. Rồi con làm sao? Mà con có sắm xét thích liền không? Con có thích liền không? Con thích bao không? Dạ có. Tức là lúc này còn nướng. Là hai đứa là gặp nhau là thích nhau liền vậy đó hả? Ủa, vậy hả? Dạ. Ủa vui quá ha, mà dễ thương ăn nhiều không? Rồi bữa đó con có tính tiền đó không? Dạ có tính luôn, con tính tiền bình thường nhưng mà vui ở một chỗ là khi mà con thích, con gặp anh này á thì con tỷ quán của con là đưa menu ra xong rồi khách chọn rồi mới gửi lại cho quầy để bắt đầu làm. Thì ông này á ngoài cái việc mà ông chọn thì ông còn vẽ hình này hình kia. Vẽ nữa hả? Vẽ mấy con này con nọ, vẽ trái tim đồ này kia. Ủa mà sao tự nhiên cầm viết ta vẽ vậy? Thích mà, thích nhỏ này. Vô là thích liền rồi. Cho nên kêu là gửi trái tim. Đó, gửi trái tim. Xong rồi cái con tưởng là lúc đó là con nghĩ là trời ông này đang thả thính mình. Chắc với cái xong rồi cái con mới nhìn để ý ông này ăn hết một cái phần ăn rồi mà chưa chịu về. Cứ ngồi đó mấy tiếng đồng hồ. Gì? Ngồi đó mấy tiếng? Dạ đúng rồi. Ở đó bọn canh bắt tội phạm. Thì anh thì cứ ngồi hoài, con mới nói ủa ông này chắc đang cua mình hay gì. Mà xong cái những ngày sau đó thì cứ đúng là cái khung giờ là 4-5 giờ là cái giờ tụi con dọn hàng á. Thì ông này chạy chiếc xe Sachi á cô chú. Thì chiếc xe đó là tay côn. Là xe nẹt bô đó phải không? Dạ đúng rồi. Chạy ngang qua cái quán là nẹt bô. Cứ nẹt bô liên tục một tháng trời xong rồi. những cái người xung quanh bán hàng ở đó người ta nói. Mới đi qua nói con Hân ơi Hân, hình như cái thằng công an đang gù con đúng không? Mà con kêu nó đừng có nẹt bô đúng không vậy? Là anh nghi là bà con đó là biết là ổng là công an đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái người mà bán hàng xung quanh đó là tại ông này rất là ông này nổi tiếng ở khu đó, tại hay ra đó ăn đàn ông mà rất là thích ăn vặt. Cho nên ra ngoài đó là quán nào cũng biết ông này hết. Ê cái ngày Long, tại sao lý do gì ví dụ mình muốn chinh phục những người đẹp thì mình phải nói mình đi. Sao mình nẹt mình bô? Nói đúng sao không? Tự nhiên nẹt bô làm sao vậy? Dạ con cũng biết sao. Tạo chú ý đó. Ủa mà nhưng mà con thích con cố tình con làm vậy để cho Hân nó để ý con đúng không hay sao hay dạ. Sao mà con cứ đi ngang con nẹt bô? Dạ chắc con làm giống như tiếng sét cái tình chớp chớp. Ủa nhưng mà con nẹt bô nhưng mà con có tấp vô ngang không? Dạ có lúc qua tấp vô nữa. Lúc thì đi luôn lúc thì tấp vô. Nhưng mà cái bữa đầu tiên mắc gì con ngồi chỉ mấy tiếng dạ. Ngồi vậy? Không ngồi mấy tiếng hồ ăn xong rồi còn ngồi lại chi? Dạ tại con thấy vợ con đẹp quá ngồi ngắm vậy đó đúng hả? Nhìn mắt thôi đúng gu luôn dạ. Rồi cứ ngồi đó ngắm vậy đó. Ủa cái gu của con là gu gì? Dạ không nói đi, nói phải nói bằng dạ tướng tá là sao rồi mặt mày sao tính tình sao gu con là... Dạ là người phụ nữ biết kinh doanh, biết làm ăn rồi nói chuyện lịch sự lễ phép.
Hình dáng dạ. Sao? Hình dáng thì cũng quan trọng lắm, tại bạn đẹp sẵn. Ừ. Vậy là gu con là da trắng đúng không? Ừ. Con phải là da trắng nè. Ừ, đôi mắt đẹp nữa, đúng không? Mũi đẹp nè, à, nó có nụ cười xinh, đúng không? Dạ. Bao nhiêu cái đẹp là ông mong muốn hết rồi đó. Rồi. Rồi bao lâu thì mới tỏ tình với bạn? Rồi con có kêu đừng nẹt bô không? Con có gặp con kêu đừng nẹt bô như là bà con, cái nguyện vọng của bà con? Có, con nói là ở đây bà con bán vốn quá, sao anh nẹt bô hoài vậy? Anh chạy xe bình thường đi. Rồi ông trả lời sao? Ông này đỡ anh, thôi vậy nữa anh bóp kèn. Trời ơi. Ủa nhưng mà là ngày đầu tiên là hai đứa có cho nhau số điện thoại không? Dạ thời điểm đó chỉ hỏi tên thôi. Chưa có cho số điện thoại. Rồi bao lâu? Bao lâu thì bao mới... Lâu? Khoảng là 2-3 ngày nữa. Hai ba ngày nữa tụi con mới trên Facebook nhau. Ừ. Yeah. Rồi xong rồi, rồi xong rồi, rồi chừng nào con mới rủ con bé Hân đi chơi? Ừ. Chắc cũng tầm tháng à. Tháng. Dạ, gần tháng. Rồi nó chịu. Ừ, bữa đó rồi con rủ chịu... sao? Rồi nó chịu bỏ cái quầy thịt nướng đó mà nó đi chơi con không? Dạ chịu. Nghe ngày rằm. Cũng canh nghe ngày rằm chứ bộ. Ngày rằm nghỉ ngày rằm nó nghỉ ba. Sao? Rồi con rủ sao? Kể con nghe thôi. Nay rằm thôi, tụi mình hẹn hò đi. Mà hẹn hò tụi con ngày hẹn hò đầu tiên đi chùa. Vô chùa hẹn hò chứ. Dạ. Rồi sao? Sao nữa? Thì vợ con cũng thích ở trong thích đi chùa đi viếng này nọ. Thì tụi con mới bắt đầu hẹn hò với nhau. Bữa nắm tay không? Bữa đó nắm tay. Dạ chưa. Nhưng mà bữa đó là bắt đầu mới đi riêng hẹn hò riêng thì là dạ. Coi như là con còn lắm hơn nữa đúng không? Còn thấy yêu hơn nữa đúng không? Lại gần dạ. Sát. Đúng không? Còn con cũng vậy đúng không? Bữa dạ. Đó là coi như là rớt luôn á. Dạ. Thấy không? Bình thường thì chồng con á mặc đồ, tại vì với cái nghề nghiệp của ảnh á thì ảnh mặc đồ rất là xòe xòa, hoặc là mặc như là mặc đồ rap, mặc đồ gô Việt, mặc mấy cái đồ shipper á. Cái tới khi đi chơi thì anh này lên đồ nhìn đẹp trai quá. Ừ. Con khoái nữa. Khoái nữa đúng không? Ừ. Nên hai đứa đều thích nhau nữa. Đó, cái độ cấp độ nó tăng lên á. Rồi sao rồi bao lâu á thì là giới thiệu cho gia đình biết. Chính thức quen nhau á. Dạ thì tụi con á là bữa đó là cái sau khi mà đi chùa có kể chút xíu là lúc mà đi chùa á thì anh này chia sẻ với con là anh này đi chùa bà luôn, là đi chùa thì cũng cầu xin có một người yêu, một người vợ như vậy. Thì ngay ngày con hỏi là ngay cái ngày mà anh đó cầu thì cái ngày đó cũng là ngày con đi chùa, nhưng mà con đi ở một cái chùa khác, con cũng cầu nguyện vọng vậy luôn. Ôi sao tụi này nó sinh ra là để dành cho nhau nha trời. Nên tâm linh rồi, cái con mới nói ra này, khi nào tụi mình làm vợ chồng không? Hay là hôm nào anh dắt em ra mắt mẹ anh đi. Xong rồi anh này mới nói ok em, không có thành vấn đề. Nhưng mà tại vì anh đang sắp chuyển công tác nên anh phải đi học thêm 2 năm nữa. Thì em có chấp nhận là yêu xa không? Thì lúc đó con mới nói yêu xa là yêu làm sao? Nói là anh sẽ đi học tới cuối tuần thứ bảy nhật thì anh mới có được dù mới cho về. Thì em thấy làm sao? Nói, em thấy bình thường mà, có gì đâu. Bình thường em cũng đi bán mà đâu có thời gian đâu đi chơi với anh. Cái hai đứa con mới bắt đầu là tiến tới. Rồi anh này mới bắt đầu là giới thiệu con với mẹ. Thì lần đầu tiên tụi con gặp mẹ chồng con á cũng là lúc ba mẹ con đi chùa. Gặp ở trong chơi là ba mẹ là chồng con chở con với mẹ chồng con đi chùa luôn gặp. Dạ. Chà, rồi mẹ tình sao trong chùa không? Gặp rồi mẹ có là mẹ hai có... mẹ con có ưng nhau liền không? Đó. Dạ trước khi mà con gặp má chồng con á thì là chồng con có nói về mẹ chồng con rất là nhiều. Lúc đó thì con rất là ngưỡng mộ một người phụ nữ quá giỏi cũng như là quá đảm trong cái công việc. Rồi nên con cũng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng bên cạnh đó cũng hơi lo lắng sợ, tại vì những người giỏi như vậy thì họ sẽ rất là khó. Khi mà con tiếp xúc với lại má chồng con á thì trên sau cái buổi đi chùa đó về thì anh này mới nói là em ơi mai mốt em bớt lanh lại đi, tại vì hình như mẹ sợ em ăn hiếp anh. Mà về nhà mẹ có nói không? Mẹ có nói là con bé này nó lanh quá rồi chừng nó ăn hiếp mày á. Dạ, có đúng không? Ừ, lanh quá. Rồi con có thay đổi không? Dạ không, con vẫn như vậy. Nó buôn bán mà. Người ta dân làm ăn buôn bán mà. Nhưng mà thường á là khi làm vợ của công an á là xét về lý lịch dữ lắm á đúng không? Dạ đúng. Đúng thì rồi. Là có nghĩa là ý cô hỏi vậy là để giống như là tụi con qua được cái ải đó không? Có nghĩa là gia mọi đình thứ đều có đủ chuẩn hết đúng không? Dạ. Chuẩn hết rồi mới đăng ký kết hôn được. Đúng rồi, đó. Dạ. Rồi, bây giờ nè, hỏi tới cái này nè. Rồi trong cái giai đoạn quen nhau vậy á, bà có ghen không? Dạ con thì ít ghen, có con ghen nhiều. Con ghen hả? Đó. Ồ. Ghen có nào mà thể hiện. Ghen sao? Con sẽ kể cho cô chú nghe, có một cái kỷ niệm này con sẽ nhớ suốt cuộc đời này.
là ngày hôm đó, thời điểm đó tụi con chỉ là quen nhau thôi, chưa có tính tới, nói chung là sắp chuẩn bị cưới nhau, chuẩn bị làm đám hỏi á, thì anh này á là ngay dịp Tết thì anh này đi nhậu với bạn bè. Xong rồi cái anh này mới gọi con ra đón ảnh, nhưng mà ảnh nói là muốn mời con vô ngồi chơi với nguyên một đám bạn của ảnh. Thì trong lúc ngồi chơi vậy, tự nhiên mọi người đang vô vậy, cái ông này mới nói em hôn anh hai cái đi. Cái con mới nói là gì vậy cha, giờ này quá trời người luôn rồi tôi hôn cái gì. Cái xong rồi cái ông này ông nói ông giận lên, xong cái con mới chở ông về. Trên đường về á, cái ông mới nói thôi em đi xuống đi để anh chở cho. Ông vừa chạy, tại sao em không hôn anh hai cái, tại sao em nhìn trai à, tức quá, đập bể cái đầu xe của con. Trời ơi, cái tay của ảnh hiện tại là có cái sẹo là do cái vụ đó. Rồi có đền con ơi. Dạ qua sau ngày... đó có đền con cái xe không? Dạ qua ngày hôm sau thì ra bắt chị dâu đền, tại chị dâu bán phụ tùng xe máy. Ủa nhưng mà bữa đó là con không biết gì chứ đúng không? Dạ lúc đó con cũng say rồi. Say rồi chứ là nóng lên đúng không? Dạ. Nhưng cái mà lúc đó con mà, sợ con, cái tâm lý dạ. Cô biết nè, có nghĩa là bữa đó ngồi cũng có bạn bè nhiều đúng không? Dạ. Rồi con lâu lâu uống rượu cũng liếc thấy còn số một số người cũng địa vợ mình đúng không? Rồi xong rồi là muốn cho mọi người biết đây là ghệ của tôi, người yêu của tôi. Cho nên muốn đóng dấu. Đúng rồi, đóng dấu cho nên là em phải hôn anh hai cái cho mọi người biết để đừng có dòm em nữa. Ai về à? Mà nhỏ này nó không chịu hôn đúng không? Cơn lên chứ bộ. Cơn lên liền. Đúng không? Mà có đúng nha, đúng như những gì cô Vân phân tích không? Dạ đúng. Đúng trời rồi. Hay quá chị Vân ơi. Thì chứ sao? Chị xoáy vào trong lòng, trong tim người ta luôn. Cái lúc đó hôn có một vấn đề, mình hôn bồ mình mà, mình cũng phải đóng dấu ngược lại ổng chứ. Nhưng có mà đâu. Cái lúc mà ổng đập tay, ổng đập bể cái đồng hồ của mình luôn, đúng không? Sợ không? Con lúc đó con chỉ thấy ông này quá đáng quá. Xong rồi cái con thấy thương tại chảy máu, tay máu nhiều lắm. Xong rồi cái đó về đó nha. Không, đó xéo đó là cái bệnh viện luôn. Cái con chở ông tấp qua bệnh viện may. Xong rồi may lại cái tay. Nhưng mà con có giận không? Con giận, lúc đó con rất là giận. Nhưng mà con nghĩ là chắc ông này cũng thương con quá nên ông mới hành động như vậy. Nhưng mà con đều suy nghĩ lại một điều là ngoài cái việc mà ổng như vậy ra thì trước đây ngoài những cái việc khác ổng rất là tốt. Ổng giống như là một cái hạnh phúc mà con đang mong mỏi chờ đợi. Thì con lựa chọn cái hạnh phúc này nên con bỏ qua hết. Ôi trời ơi. Thôi nói luôn thông điệp của chương trình rồi. Nói luôn rồi. Hay quá. Ổng là như món quà mà ông trời ông ban cho con vậy. Đúng đó rồi. Đúng không? Dạ. Sắp xếp luôn. Đó, cũng nhờ chùa đó. Nhờ chùa. Không? Rồi cái như là bữa băng bó cái tay đó là cái dịp nào vậy? Có trùng với dịp Tết, dịp lễ gì không? Dạ ngay Tết là nguyên cái mùa Tết đó là cái tay xì cà que. Xong rồi về nhà đâu có dám nói với gia đình đâu, đây cũng là lần đầu tiên tụi con chia sẻ. Vậy là Tết năm ngoái đúng không? Hay là Tết dạ, năm nào? Tết của năm trước nữa. Tết, con lấy tết năm nay là kỷ niệm 2 năm ngày đập đầu xe. Dạ đúng rồi. Là sau cái vụ đập đầu xe đó bao lâu thì làm đám cưới? Thì tụi con chỉ mới cưới nhau hồi tháng 10 ngày 10 tháng 12 thì tụi con mới cưới chưa được. Ủa là mới đây hả? Dạ đúng rồi. Mới cưới chưa được 1 tháng luôn. Dạ. Nhưng mà quen nhau quá là 2 năm quá trời son rồi trời ơi trời. Quen nhau mấy năm? Tụi con quen nhau 4 năm. 4 năm trời. Hồi trước đó hai vợ chồng có sống thử với nhau không? Thì nói này cũng hơi xấu hổ chút xíu. Không là... sao, kể luôn đi. Bây giờ là đã chính thức là vợ chồng rồi. Thì thời điểm mà quen nhau vậy á, thì con có ông này đi học cuối tuần về. Thì con mới rủ này thôi qua nhà em ngủ đi. Tại về nhìn lâu lâu mới ở bên nhau vậy thôi. Tối nay anh qua nhà em ngủ đi. Xong rồi cái ông này khoái cái qua hoài luôn. Qua ở tới khi mà đám cưới luôn. Xong rồi cái... Vậy là lần đầu tiên của hai đứa là từ cái lời mời của con đúng không? Cười quá thì cười phái tí kìa Minh. Từ lời mời của cô gái bán bún nem nương. Bé Hân, cô bé Hân. Đúng không? Dạ, cái lúc đó thì chưa đó chú. Tại vì con là kiểu như là gia đình con làm ăn nữa, nên ba mẹ con cũng tin dị đoan á, nên tụi con không có bậy bạ gì trong nhà hết á. Là chú là đi chỗ khác đúng không? Rồi thì mẹ của bên gia đình của chồng con á, là mẹ chồng con cũng kêu là thôi hai đứa qua đen ở đi, tại bên bển nhà cũng ít người á, muốn tụi con về cho vui. Cái con suy nghĩ nè, trời ơi thôi bây giờ ở nhà mình đi, trước sau cũng cưới mà ở nhà mình đi, mình giữ giá để mốt má chồng mình cưới mình đi vàng nhiều hơn. Thì là lần đầu tiên của hai đứa là ở một cái nơi khác đúng không? Dạ đúng. Mà trong một chuyến đi chung hay là một buổi tối nào đó? Hay dạ. Là cái buổi tối băng tay. Dạ cái lần đầu tiên của tụi con á là vào cái thời điểm đó là tụi con đi du lịch đi Đà Lạt chơi.
Thì ông này mới rủ con đi Đà Lạt hoài, xong rồi con mới nói ok anh đi Đà Lạt. Thì đi chơi xong rồi hai đứa con vậy á. Thôi thành phố mộng mơ mà. Đúng phải rồi vậy thôi. Trời ơi nè. Rồi cái lúc mà tỏ tình với cổ, cái lúc cầu hôn với cổ có lãng mạn không? Lúc cầu hôn thì con thấy cũng lãng mạn. Con làm sao? Không biết vợ con thấy sao. Con làm sao lúc cầu hôn con làm sao? Dạ con có thông đồng với em vợ của con nữa. Thông đồng? Sao? Là bí mật. Nãy vợ con đi ăn nhà hàng. Sau đó con mới vô trong phòng vệ sinh thay đồ. Thay đồ lên đồ diện lên. Giờ con kéo bong bóng đồ với bông hoa với những con tặng cho vợ con. Tức là kéo từ nhà vệ sinh kéo ra đó. Đúng. Giấu mà. Giấu trong cổng mà. Rồi sao? Dạ. Con kêu nhà hàng chỉnh cái nhạc nào mà chiêu chiêu xíu. Cha gì đó. Thì bữa đó hết nhạc. Cái con phải thế cái nhạc, mấy cái nhạc mà vui vui vô đỡ. Rồi cái con mới quỳ xuống cầu hôn vợ con. Dạ. Không biết thời điểm đó vợ con có cảm động không? Đâu giờ hơn kể lại, ông tả lại đi cái hình ảnh lúc đó. Ông này kể là tới cái khúc mà quỳ xuống thì con thấy là lúc đó con mặc dù là thông đồng nhưng mà con linh cảm con không biết là đang làm vụ án gì, nhưng mà con phải diễn để cho ông này cái niềm vui trọn vẹn. Như là bất ngờ. Bất ngờ mà mình đã biết trước á. Dạ đúng rồi. Thì ông này quỳ xuống mà lúc đó cái nhà hàng đó rất là nhiều người, rồi mấy người đó người ta nhìn quá trời luôn. Ông này mới nói là em cứ đồng ý lấy anh không mà em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Cái con thấy vậy anh đợi em xíu. Dán gì? Cái ông giật tay con, ông đeo cho con. Nhẫn đó hả? Dạ. Ủa lúc đó ông mở nhạc gì cũng nhớ không? Ông mở cái nhạc gì mà con cũng không nghe nữa. Mà nói chung là cái không khí nó không phải giống như là lãng mạn như tụi con tưởng tượng. Nhạc hoạt hình. Nó hơi lãng xẹt xíu. Trời ơi. Nhạc hoạt hình mà. Cái kệ. Không vậy cũng vui dễ thương lẹ. Lẹ đồng ý lẹ lẹ đi, tôi nhục quá. Rồi vậy là mới lấy nhau được. Tụi nó dễ thương quá. Mới lấy nhau được 1 tháng. Dạ đúng rồi. Quá luôn. Trời ơi. Rồi sao? Nhưng mà rồi sống con... thử 2 năm đúng không? Dạ, sống hơi... Một năm mà. Dạ, sống bên nhau đó, gọi là sống bên nhau đi. Không, mình dùng từ sống thử nghe nó ấy quá. Dạ. Nghe trần tục quá. Nếu sống vậy thì nhau. Mình sẽ lấy cái thời điểm là lúc mà sống thử đi. Rồi con mới phát hiện đang hơn nó có những tật xấu gì. Cho tới giờ luôn nha. Vợ con thì không có tật xấu gì nhiều. Nhưng mà cái mà con thấy... có thể là... trong lúc mà làm việc á, làm việc gì thì bà hay quạo lắm, hay nóng tính, làm bán mà la người này quát người kia. Dạ, nhưng còn bình thường thì dễ thương hiền lành, giống như hai người khác vậy đó. Rồi có quát con không? Dạ, bữa đó thì có luôn, dạ quát luôn. Nhiều lúc mà bảo đảm bán ơi là tính tiền lộn cái gì đó là hay quạo lắm đúng không? Dạ. Ví dụ như bán mà không được hay quạo. Đông khách cũng quạo lắm. Đông khách tại ra chạy không kịp á. Dạ. Ủa giờ quán là bán gì? Bán... dạ con bán nem nướng chả lụa, nhưng mà hiện tại thì con chỉ tập trung bán thịt khô bò thôi, thời điểm đó là con làm sinh viên con làm thôi. Rồi giờ là bán khô bò là hay rồi. Hay quạo, nói chung là hơi nóng tính đúng không? Trong kinh doanh là hay quạo. Mỗi lần làm việc gì là tập trung vô là quạo lắm. Mỗi lần quạo rồi con có im không hay là cãi lại? Chắc cãi lại quá. Dạ. Hai đứa gây qua gây lại gì đúng không? Rồi còn gì nữa? Con cũng không thấy gì xấu. Vậy đó hả? Chỉ nói vậy thôi. Vậy đó hả? Coi như là không có cái... tức là không có mè nheo, không có nhõng nhẽo. Không có ghiền shopping đồ không? Ghiền sắm đồ á. Rồi bây giờ tới này cũng nè. Không luôn. Dạ không. Kinh tế nhà ai giữ? Dạ dạ không giữ. Bà có siết chặt kinh tế không? Dạ không. Con cũng chi tiêu bình thường. Dạ con giỏi chi tiêu lắm. Thôi vậy là cũng không có gì xấu cả. Nó ngon lành. Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ con cũng không mong vợ con thay đổi gì hết. Dạ cứ vậy. Con chỉ mong là lúc nào cũng yêu thương con nhiều hơn. Ôi ôi yêu chắc rồi. Trời ơi thấy nó nói chuyện dòm con mà mặt nó kỳ lắm, mắt nó kỳ lúng liếng mà say đắm ngộ lắm con. Rồi giờ tới con đó, chồng có thật xấu gì không? Dạ chồng con á, trong 1000 điểm tốt thì cũng có 100 điểm xấu. Thì ngoài những cái việc mà như là phải dơ bê bối thì chồng con rất là thích xem hoạt hình. Ở nhà hay xem màn hình lắm. Rồi chồng con có một cái điểm là đi ra đường chạy xe, trong lúc chạy xe thì chồng con hay nói con quạo, nhưng mà chồng con ấy chạy xe mà là quạo. Như là thấy cái ông này chạy xe, sao ông này chạy xe ẩu quá vậy? Ông có biết chạy xe không? Xong rồi thấy người phụ nữ chạy xe, mấy bà phụ nữ là mấy bà bành này chạy xe kiểu vậy nè.
Thì con thấy là hay, có nghĩa là hay sân si trên đường phố. Dạ đúng rồi, hay sân si trên đường phố. Hay sân si với những người tham gia giao thông. Nhưng mà đó là do bệnh nghề nghiệp á. Kiểu như nhiều khi chạy không đúng luật á. Có khi nào rượt theo không? Có khi nào rượt theo để mà cúp cắt đầu mấy cái đứa mà chạy như là chạy láo liếu không? Dạ không. Chồng con thì nói vậy thôi, có con thì con rượt theo luôn. Con là con rượt luôn đó. Nóng tính mà, bé này nóng tính mà. Rồi còn gì nữa, chồng có thích ăn giặt không? Ăn giặt hồi nãy con có nói rồi đó đúng không? Nguyên cái xóm đó là con ăn hết, không còn quán nào rồi chừa qua rồi đúng không? Dạ chưa, không còn quán nào còn chừa. Thì đó, không còn quán nào chừa là thích ăn giặt đúng không? Dạ. Mà ăn giặt đâu phải tật xấu đâu. Chị cũng ăn giặt mà. Rồi. Thiệt. Con mong muốn chồng thay đổi gì? Con hy vọng chồng con á là chú ý về sức khỏe một xíu. Chứ cái lúc thời điểm con quen con thì rất là dễ thương, rất là ốm. Nhưng mà bây giờ thì hơi phì. Thì cứ bị mẹ chồng con cứ nói giảm cân. Thì con hy vọng là chồng con sẽ quan tâm đến sức khỏe, tập thể dục để giảm cân. Bên cạnh đó thì đi ra đường thì bớt sân si lại xíu. Tại vì con ngồi ngoài sau á, lúc mà chồng con chửi người ta thì người ta nhìn con nghe. Chồng người ta không có nghe nhưng mà con là người nghe hết. Con chỉ hy vọng vậy thôi. Còn ngoài ra thì chồng con rất là ok. Hay quá, gặp vợ chồng này vui quá. Dễ thương quá trời. Phải cảm ơn ban biên tập chương trình và cũng là cảm ơn hai vợ chồng. Đầu năm mà các con đã mang đến một cái không khí, một cái không khí nó rất là vui nhộn trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng rằng là những cặp vợ chồng tiếp theo, trong những tuần tiếp theo cũng sẽ mang thật là nhiều những câu chuyện mà nó vui tươi và nó tràn đầy năng lượng và tràn đầy yêu thương như cặp vợ chồng con mở hàng. Dạ, cảm ơn chú. Con thôi đúng rồi đó, con chồng vợ con nó mong con giữ gìn sức khỏe là cô thấy cũng có lý đó. Tại vì 26 tuổi cái đường của mình nó còn dài lắm luôn đó. Đúng không? Nói với cái nghề của con á, mà kiểu như là mình ốm á, thì mọi thứ của mình nó sẽ nhanh nhẹn hơn. Nó nhanh nhẹn hơn trong mọi trường hợp, đúng không con? Dạ, mẹ con cũng nói như chàng vậy. Đó cho nên là thôi vợ nói là quá đúng rồi ha. Dạ. Mà thật ra là cũng phải cảm ơn cái việc gọi là ăn vặt của ảnh. Dạ. Nhờ ảnh ăn vặt, nhờ anh thích ăn cho nên mà anh mới gặp con. Dạ. Thì đó thôi, gặp được vợ rồi thì thôi đó, bây giờ đừng ăn vặt nữa, bớt lại đúng không? Bớt lại rồi. Rồi nhân hôm nay nhân đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là các con có điều gì bí mật muốn dành cho người bạn đời của mình không? Dạ thì có câu chuyện anh chia sẻ là chỉ vì cái hung hai cái thôi mà chồng con bây giờ có cái sẹo trên tay suốt cuộc đời. Trước mặt rất là cô chú cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi Vợ Chồng Son thì con sẽ hung lại chồng con hai cái. Ôi trời, ôi dễ thương quá, hung đi, hung đi. Rồi bên kia. Trời ơi, dễ thương quá. Ủa vậy thôi đó hả? Dạ. Không gì cũng ngoại giao quá ha. Không gì kiểu là ngoại giao quá. Ôm nè, ví dụ như là phải ôm nhau siết chặt cái xong bắt đầu mới là đấm đuối hung lên chồng. Rồi hung cái thì, thôi cũng được. Đó. Làm lại đi. Khán giả cũng như là các trai làng mà nhiều khi mà có thích con mà nó thôi không được rồi. Không có mơ tưởng tới nhỏ này nữa, nó mê chồng nó quá rồi thôi. Nghỉ. Hung vậy giống như là trả nợ quý thần. Đúng không? Đúng. Nè, đó, thấy cái tay ảnh vậy nè, là ảnh chịu nè. Lại đi. Làm lại cái kết thúc nào. Rồi. Đó, Rồi, ok. Rồi, xin chúc cho hai vợ chồng con ha, làm ăn phát tài, tất cả mọi việc đều như ý. Và riêng con trong ngành, chú chúc cho con thăng quan tiến chức và mọi việc thuận lợi như ý. Và sức khỏe nha. Rồi. Cô thì cô chúc con phải hết sức cẩn thận trong cái công việc, hiểu không? Phải có một cái sức khỏe thiệt là dẻo dai, phải thiệt là lanh lẹn. Dạ. Rồi.